At the end of the early British wars, the young land started growing, the young blood started flowing, but I ain't a marching anymore. For I killed my share of engines in a thousand different fights. I was there at the little bay. Thưa quý vị, chúng ta vừa được nghe một ca khúc phản chiến nổi tiếng của thế giới. Bài hát đã nhận được sự đồng cảm lớn và tạo ra sự căm phẫn về cuộc chiến tranh phi nghĩa tại Việt Nam. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ để giành độc lập tự do cho dân tộc, nếu Việt Nam không có sự ủng hộ của nhân dân thế giới yêu chuộng hòa bình, không có phong trào phản chiến trong lòng nước Mỹ, hẳn ngày thắng lợi sẽ còn xa, đòi hỏi nhiều máu xương, hy sinh hơn nữa, bởi chúng ta phải đối đầu với một đế quốc lớn mạnh, với những cỗ máy chiến tranh khổng lồ tối tân nhất. Tương quan lực lượng lúc bấy giờ như là châu chấu đá xe. Và để hiểu sâu hơn về vấn đề này, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với Phó Giáo sư Tiến sĩ Mạc Đường. Lời đầu tiên xin được gửi đến Phó Giáo sư Tiến sĩ Mạc Đường lời cảm ơn vì thầy đã sắp xếp thời gian để đến với chương trình Hòa Bình Gọi. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Mạc Đường, chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975 thống nhất đất nước là chiến thắng vang dội của chính nghĩa của một đất nước khao khát được độc lập, không chịu khuất phục trước bạo tàn dù hùng mạnh tới đâu. Nhưng mà ngày hôm nay thì tôi lại muốn nói đến một cuộc đấu tranh lớn liên quan cũng giành được toàn thắng. Đó chính là phong trào chống chiến tranh của những người có lương tri ở khắp thế giới, mà đặc biệt là trong lòng nước Mỹ. Những con người vì Việt Nam, vì đạo lý lẽ phải, họ đã kiên trì ủng hộ cuộc đấu tranh kiên cường bất khuất của nhân dân Việt Nam cho đến ngày Mỹ khúc ngụy nhào. Vậy thì phong trào này được bắt đầu như thế nào, thưa thầy? Nhiều nhà sử học Mỹ đã ghi một cái hẳn một cuốn sách huân chương nói về chiến tranh trong lòng nước Mỹ. Thì trước tiên phải nghiêng mình nhớ đến cảm ơn hai nhà báo, một là Seymour Hersh, thứ hai là nhà nhiếp ảnh gia nhà báo nữa Ron Hersher, là nhà nhiếp ảnh về những hình ảnh của Mỹ Lai. Ông ta là phóng viên quân đội Mỹ đi theo cái đơn vị đó, và trước đó không lâu thì thông tin ở nước Mỹ và báo cáo Westmoreland của Bộ Chỉ huy Mỹ này, cho rằng là ta đã thắng lợi, là thả bom tiêu diệt 500 Việt Cộng, lính Việt Cộng ở cái làng Mỹ Lai này. Một thông tin dối trá và lừa gạt nhân dân Mỹ. Nhưng nhờ có hai nhà báo này, và phải nói cảm ơn cái tòa báo, ban biên tập báo New York Times, đã công bố những tài liệu lên và làm cho dư luận nước Mỹ dần dần đảo lộn lại. Đó là cuộc chiến tranh tàn ác nhất vào thời điểm đó. Và cái giới trí thức Mỹ và nhân dân Mỹ bắt đầu kinh tởm cái cuộc chiến tranh Mỹ, mà điểm đó là Mỹ Lai. Đó, dấu ấn Mỹ Lai. Và Mỹ Lai là tiếng gọi hòa bình ngay từ lúc đó, gọi người Mỹ hãy về đi, đem lại hòa bình cho gia đình nước Mỹ, con cái người Mỹ không chết ở Việt Nam nữa, và Việt Nam có hòa bình. Tiếng gọi huyền từ Mỹ Lai. Đó là một số tâm lý trong thế giới và của Mỹ, là bắt đầu nghi ngờ chính quyền này không phải là chính quyền nhân đạo nữa rồi. Cái sự kiện Mỹ Lai nó là cái dấu kết của chiến tranh Việt Nam với phong trào nội bộ của nước Mỹ rồi. Cuộc chiến không những diễn ra trên mảnh đất Việt Nam,
mà còn diễn ra ngay trong lòng nước Mỹ, trên các đường phố, giảng đường đại học và len lỏi vào cuộc sống từng gia đình. Đó là một cuộc chiến không kém phần khốc liệt và phức tạp. Nó đã xé toang nước Mỹ với sự chia rẽ sâu sắc trong chính giới, trong các tầng lớp xã hội và trên hết là trong lòng người. Đó chính là sự chia rẽ sâu sắc trong nội bộ nước Mỹ giữa một bên là lương tri và sự yêu chuộng hòa bình, còn bên kia là dã tâm và sự hiếu chiến. Và rồi, từ sự hoài nghi đã biến thành sự phản kháng, từ những phản ứng lẻ tẻ đã trở thành một phong trào, từ những sinh viên cho tới những chính khách. Và diễn biến này đã diễn ra ngay cả trong suy nghĩ của những tướng lãnh, chiến lược gia, những người đã đi từ việc cổ vũ mạnh mẽ cho cuộc chiến, đến thất vọng và rút lui với tâm trạng dằn vặt, hối hận. Cái cuộc chiến tranh của Mỹ nó ác liệt, không phải là do người Mỹ ác liệt mà do một cái nhóm quyền lực nhất, phản động nhất, diều hâu nhất để xảy ra. Cho nên chúng ta không bao giờ quên cái tội ác của cái nhóm lãnh đạo diều hâu đó. Cũng như chúng ta không bao giờ quên, mãi mãi không bao giờ quên những người Mỹ đã dũng cảm đứng lên chống lại cuộc chiến tranh ngay trên đất nước Mỹ. Và có thể nói rằng là những hành động dũng cảm đầy lý trí của các tầng lớp nhân dân Mỹ cộng hưởng cùng với phong trào ủng hộ giúp đỡ Việt Nam của bạn bè khắp Nam Châu đã tác động rất là sâu sắc đến tình hình chính trị, kinh tế, xã hội cũng như là vị thế của nước Mỹ trên trường quốc tế. Đây thực sự là một cuộc chiến tranh trong lòng nước Mỹ. Bởi vì như nhà bình luận chính trị nổi tiếng nước Mỹ là Walter Lippmann đã nhận xét là lương tâm của người Mỹ nổi giận. Cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam là cuộc chiến tranh không được lòng người nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Vậy phong trào phản chiến này đã tác động như thế nào để cuộc kháng chiến chống Mỹ của chúng ta nhanh chóng đi đến thắng lợi thưa thầy? Nó tác động rất mạnh đến cái tinh thần chiến đấu của lính Mỹ. Thực tế trong các cái hộ chí mà của Mỹ mà tôi được đọc á, thì có những đơn vị Mỹ họ đi hành quân á, nếu mà đánh thật thì mình cũng hy sinh nhiều, nhưng họ bắn giả, bắn cho hết đạn rồi họ quay về. Đó, có thể nói nó có ảnh hưởng rất lớn đến cái tư tưởng của người Mỹ, của lính Mỹ. Cái số lính Mỹ là bị thất vọng, sang Việt Nam thất vọng. Vì khi họ được huấn luyện ở Fort Bragg, ở bang Kentucky, thì người ta tuyên truyền là Việt Cộng là vô nhân đạo, Việt Cộng là gầy yếu, quân đội Việt Cộng không có súng đạn gì. Cho nên đi sang Việt Nam như là cuộc du lịch, một cái tour du lịch ở châu Á. Nhưng sang Việt Nam thì bước lên Đà Nẵng năm 64 thì bắt ngay cuộc chiến đầu tiên với ta là trận Núi Thành. Trận Núi Thành ta đánh tan cái quân lính thủy đánh bộ bằng cách là nắm thắt lưng và đánh ra, thì sát vào đâu nó thế thì B-52 cũng chịu thua, pháo cũng chịu thua, cái gì cũng chịu thua hết. Và tinh thần là quyết định, và lúc đó Mỹ không có tinh thần nữa, là một cái. Thứ hai là nói Việt Cộng là nó tàn ác lắm, nó vô nhân đạo lắm, cho nên phải tiêu diệt nó để cứu nhân loại. Nhưng đến thì thấy Việt Cộng đâu toàn bà già, trẻ con nít cả. Thì hai cái đó là hai cái chiến lược, cái trụ trong tâm hồn người lính Mỹ, thì đang Việt Nam là bị thất bại. Họ thấy thực tế không phải thế, và họ viết thư về cho mẹ, họ viết tố cáo cuộc chiến tranh này chỉ xung quanh cái điểm là vô nhân đạo. Ngay cả trong binh lính Mỹ, tư tưởng thà ở tù chứ không chịu sang tham chiến tại Việt Nam đã lan rộng, ngày càng có nhiều binh lính Mỹ đào ngũ. Tướng Robert Hale nhận xét về tình hình binh lính Mỹ ở Việt Nam như sau: chưa bao giờ đạo đức, kỷ luật và giá trị chiến đấu của quân đội Mỹ lại xuống thấp và tồi tệ đến thế trong thế kỷ này, và có lẽ trong cả lịch sử nước Mỹ. Cái đó ảnh hưởng rất đến cái phong trào. Từ đó người Mỹ nhận thức, lúc đó là McNamara cá cái bộ diều hâu này lâu đầu không tìm ra lối thoát và đưa nước Mỹ vào con đường lúng túng. Nhiều binh sĩ Mỹ đã bắt đầu xé thẻ quân dịch, không đi sang Việt Nam nữa. Và rất nhiều lính Mỹ ở này, là nhất là ở Khe Sanh,
rất rõ vì khai sanh rồi sao, vì nhiều hình ảnh khai sanh gửi về Mỹ lắm, gửi trên TV đều đòi về không muốn cuộc chiến tranh, và họ đã bắt đầu nói cái chiến tranh đó là phi nghĩa. Từ nước Mỹ thì thế giới người ta nghe Mỹ, lúc đó Mỹ là cường quốc hàng đầu mà nghe Mỹ, nhưng sau thấy nước Mỹ chống thì họ có xét lại. Cái xét lại đỉnh cao nhất là tòa án quốc tế ở Anh, Belarus, và lập ra cái tòa án để xử chính phủ Mỹ về xâm lược Việt Nam mà. Rồi phong trào ở Pháp và ở các nơi nữa. Còn lúc đó sự ủng hộ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa thì hết sức là mạnh. Thưa thầy, là trong lịch sử kháng chiến chống ngoại xâm của các dân tộc thuộc địa, chưa có thời kỳ nào và ở nơi đâu cuộc chiến đấu của nhân dân nước bị xâm lược lại có ảnh hưởng to lớn và sâu rộng đến nước đi xâm lược và tạo nên một phong trào phản chiến dữ dội như ở Mỹ, khi mà đế quốc Mỹ xâm lược Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975. Và đó cũng là hiện tượng có 102 tại nước Mỹ, phải không thầy? Đúng như thế. Dạ. Và lúc đó vì sao phong trào là chống đối mạnh ở trong nước là vì họ quá dã man. Thế giới ủng hộ Việt Nam là vì họ quá dã man. Còn thời kỳ ở đó là Mỹ xây dựng cái doanh trại giống như Tây Nguyên ấy, để cho quân Mỹ tập dược ở đó rồi sang bên mình đánh. Thì ngay trong ký, ngay tức kỳ là dân là nổi lên là chống đối. Và những nhân dân và chính quyền ở đó cũng ủng hộ một cuộc này. Và họ kêu gọi người Mỹ là hãy bỏ đi, đừng có đi sang Việt Nam nữa. Thì đó là cái thứ hai. Ở San Francisco, ở California, thì là phong trào biểu tình chống bom B-52. Mỗi cuộc biểu tình như thế, nó có mục tiêu của nó. Và nhiều tổ chức biểu tình lắm. Thưa quý vị, nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ những chiến sĩ hòa bình Mỹ đã có những hành động cao đẹp và dũng cảm hy sinh vì chính nghĩa, vì Việt Nam. Đó là hình ảnh đầy xúc động của anh Morrison đặt con gái nhỏ Emily xuống đất. Anh đã châm lửa tự thiêu và nhắn nhủ con gái yêu quý của mình. Emily con ơi, trời sắp tối rồi, cha không bế con về được nữa khi đã sáng bùng lên ngọn lửa. Washington, buổi hoàng hôn còn mất. Đã đến lúc lòng ta sáng nhất, ta đốt thân ta cho ngọn lửa chói lòa sự thật. Và từ đó, nước Mỹ liên tục bị chấn động bởi những cuộc tự thiêu mà báo chí nhiều nước đã gọi là những bó đuốc tiếp sức phản kháng cuộc chiến tranh dã man ở Việt Nam. Cuộc đấu tranh Việt Nam mình nó kêu gọi, nó thúc đẩy cái tâm lý đòi độc lập dân tộc, đòi tự do, không có vì quý độc lập tự do. Nó thổi bùng lên ở các dân tộc thuộc địa và họ đòi, họ có tâm lý bằng phương pháp này, bằng phương pháp kia, không giống nhau, nhưng mục đích chung bùng đòi độc lập, đòi tự do. Nó nở ra như hoa, nó lớn dần thành sức mạnh. Và cái sức mạnh này nhằm hủy bỏ cái đầu óc đơn cực, đầu óc muốn làm bá chủ thiên hạ. Cái độc lập tự do là cái khát vọng, mà khát vọng đó từ khát vọng hòa bình. Mà khát vọng hòa bình là xuất phát từ lòng nhân ái của nhân loại. Và cái đó là sống mãi với con người. Một lần nữa xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Mặc Đường. Thưa quý vị, lịch sử nhân loại cho thấy mỗi cuộc chiến tranh xâm lược tự nó sớm muộn sẽ tạo ra lực lượng chống đối ở chính nước đi gây chiến và cộng đồng thế giới. Và tùy vào tính chất của cuộc chiến tranh đó mà thái độ và hành động phản chiến ở mức độ nào. Cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam là đại diện cho lương tâm thời đại, tiêu biểu cho khát vọng độc lập và yêu chuộng hòa bình. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược là bản anh hùng ca bất diệt về sức mạnh của dân tộc Việt Nam anh hùng,
cũng là di sản vô giá về tình đoàn kết quốc tế trong sáng, vì đạo lý, vì quyền bình đẳng, quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Now the labor leaders screaming when they close the missile plant. Cityland tâm huyết kiến tạo những khu đô thị châu Âu hàng đầu Việt Nam. Hiện lên như một phố thị châu Âu quyến rũ, Cityland Park Hill, biểu tượng sống thượng lưu bậc nhất Sài Thành. Mang vẻ đẹp tân cổ điển, Cityland Garden Hills khẳng định chuẩn mực của cuộc sống tiện nghi, khu phố thương mại với vị trí đắc địa Cityland Center Hill hội tụ phồn vinh. Khu biệt thự ven sông khép kín Cityland Riverside, sự thịnh vượng của giới thượng lưu. Với Cityland, mỗi công trình đều xứng danh, tuyệt tác chạm đến trái tim. Nơi nào có sự sống, nơi đó có thanh xuân. Ở đâu có nhà cửa công trình, ở đó có thanh xuân. Công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Xuân là doanh nghiệp tiên phong có uy tín hàng đầu thị trường Việt Nam, chuyên phân phối cung ứng vật tư sản phẩm ngành nhựa và thiết bị ngành nước. Tọa lạc tại 733 Lý Thường Kiệt, phường 11 quận Tân Bình, điện thoại 028 3971 6373, 028 3971 2230. Thanh Xuân, niềm tin cho mọi công trình. United Fruit screams at the Cuban shore. Call it peace or call it treason, call it love or call it reason, but I ain't marching anymore.